Thì sau khi mình đã vẽ cái sơ đồ ra cái giấy như này thì mình sẽ phân tích cho anh em chúng ta nắm được cái cách thiết kế cũng như là cái nguyên lý làm việc của cái bo tủ đông Sanaki Inverter như này. Đây là cái bo tủ đông Sanaki nguyên bản các bạn nhé. Thế thì cái bo này người ta thiết kế làm sao để nó chạy được ạ? Vì thực tế để mà nói thì nó là một cái bo, cũng là một cái module biến tần thôi, nó giống cái này thì cũng là giống tương tự, nó cũng không khác nhau là nhiều lắm. Công dụng của nó chính là một cái bo công suất biến tần. Rồi thì đây mình vẽ sơ đồ rồi thì mình bắt đầu chia sẻ cho các bạn là nguyên tắc thiết kế và làm việc của cái bo Sanaki Inverter như nào. Thì thật ra thì do là không nắm bắt được cái quy trình làm việc của nó thì cái anh em thợ này thì cũng đã đặt mua thêm hai cái bo như này nữa. Đây các bạn nhá, đặt mua thêm tận hai cái bo như này nữa, tổng cộng là ba cái bo, thì cũng gây ra một cái sự tốn kém mà không hề nhỏ, mà kết quả cuối cùng lại là gì, vẫn không chạy được. Thì đầu tiên ấy thì theo như bạn mô tả thì cái tủ này để lâu người ta không sử dụng thì lúc người ta mang ra sử dụng thì nó không hoạt động được, thì bạn có kiểm tra thì thấy là cái cắt lạnh bị hư hỏng, giờ lè ngắt lạnh bị hư hỏng, tỏi thermostat bị hư hỏng, thì bạn ấy thay một cái khác vào, thay cái thermostat khác rồi, thay vào thì thấy rằng là không chạy, thì bạn ấy tạm thời kết luận là nó bị hư cái bo inverter này. Thế thì bạn ấy cũng đã đặt mua một cái bo mới, cái bo này là bo mới bạn nhé, bo các bạn nhìn thấy tem còn sáng choang không, bo này bo mới, về cắm vào cũng không chạy, vẫn y nguyên hiện tượng cũ. Rồi thì là gì, anh bạn ấy đặt một cái bo hàng tháo máy về cũng không chạy được, và một cái bo khác về thì đó là cũng không chạy được nốt. Thì nguyên nhân cái bo mà một cái bo, một trong hai cái bo này nó không chạy được ở đâu thì tí nữa mình chia sẻ cho các bạn, và vì sao mà lại cứ không chạy được, xong lại thay đặt bo liên tục, bo mới về cũng không chạy được, bo cũ không chạy được, lý do vì sao. Thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên lý thiết kế của cái bo đã. Thật ra thì cái bo này thiết kế nó rất là đơn giản, nó không có gì cả các bạn nhé. Thì để mà cho cái module biến tần này nó hoạt động được ấy, thì cái tủ Sanaki người ta thiết kế như sau. Thì từ cái nguồn điện từ phích cắm vào ấy, thì người ta cấp vào cho cái bo module này luôn, ở cái rắc cắm màu đỏ này. Đây, đây mình có cái dây mình cắm luôn. Rồi thì đấy, thì nguồn cắm từ phích cắm vào thì người ta cấp vào hai cái chân NL này. Thì tại cái vị trí cái pha N này thì người ta sẽ làm như sau, người ta sẽ đi qua một cái con NTC, đấy NTC, sau đó thì đi qua một con diode, người ta sẽ trích một cái đường mạch từ NTC, từ tại cái vị trí chân N này người ta đi qua một con NTC này, đi qua một con diode nắn dương, rồi sau đó đi qua ba con trở mắc nối tiếp, mỗi con có trị số là 47k. Đấy, rồi sau đó thì cấp vào cái chân số 1 của cái IC quang. IC quang nằm góc này này các bạn nhé, thì cấp vào chân số 1 thì tí nữa mình phân tích trên mạch trực tiếp cho. Rồi thế thì cái pha L còn lại từ cái phích cắm điện ấy, thì người ta sẽ điều khiển nó qua cái thermostat ngắt lạnh của tủ, tức là gì, cái dơ le ngắt lạnh đấy. Thì cái chân dây L này thì đi qua thermostat và cấp vào cái chân 2 của cái IC quang nằm ở đây. Thế thì nguyên lý hoạt động của nó là như sau ạ. Thì mỗi một lần chúng ta cắm điện vào, tức là cấp điện vào hai chân NL này, đó, thì qua cái mạch nắn như này thì nó sẽ cấp một cái điện áp dương vào cái chân số 1 của IC quang. Tại vị trí này sẽ có tần số là 50Hz. Và thermostat của chúng ta lúc đấy, nếu như tủ mà chưa có lạnh hoặc là tủ đang chưa đạt độ lạnh thì có phải là thermostat đang đóng tiếp điểm đúng không ạ? Thì cái nguồn còn lại chúng ta sẽ
cấp vào chân 2 của cái IC quang này, và lúc này thì cái chân 1, 2 của IC quang đang có điện áp và LED trong IC quang sẽ phát sáng. Tại vị trí này chúng ta sẽ đo được sẽ có tần số là 50Hz. Rồi thì lý do vì sao chúng ta có 50Hz thì tí mình sẽ giải thích phía dưới cho các bạn hiểu được. Thế thì mỗi lần cấp điện như vậy, hoặc là tủ chúng ta đang hoạt động mà bị mất điện rồi lại có điện trở lại, thì cái mạch này nó sẽ chờ một cái thời gian trễ là đúng 5 phút thì nó mới gì? Sau khi nó nhận được cái tín hiệu chân 1, 2 này thì mạch điện nó sẽ chờ một cái thời gian trễ là đúng 5 phút thì nó mới ra lệnh khởi động cho IC công suất điều khiển máy đen block. Rồi chính vì cái sự cái thời gian trễ nó lâu như vậy dẫn đến là cái bạn này bạn ấy nóng ruột, thì các bạn ấy cứ nghĩ là cắm điện và nó phải chạy ngay. Thực tế là không phải như thế các bạn nhé. Người ta phải thiết kế là có thời gian trễ, đó là gì? Khi các bạn mới cắm điện vào hoặc là tủ đang hoạt động mà bị sự cố mất điện rồi lại có điện trở lại chẳng hạn, thì lúc đó cái block của chúng ta đang chịu cái áp suất rất là cao ở cái đường nén, cho nên là nó phải chờ một thời gian trễ là đúng 5 phút đó thì nó mới ra lệnh khởi động cho cái xuất xung, khởi động cái IC để cho block chạy. Rồi vì tại sao mà dựa trên cái nguyên lý thiết kế này thì tại sao chỗ này lại có tần số là 50, thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở phía dưới như sau. Thì ở đây mình đã có vẽ sẵn một vài cái sơ đồ như sau. Thì các bạn biết là nguồn điện của chúng ta là nguồn điện xoay chiều và có dạng hình sóng sin như này, đúng không ạ? Thế thì ở cái chu kỳ đầu thì dòng điện của chúng ta là ở chu kỳ dương chẳng hạn, đúng không ạ? Thì xong đến nửa chu kỳ sau thì nó sẽ đổi chiều của dòng điện, tức là gì? Xoay chiều, tức là đổi chiều. Giả sử ban đầu các bạn cực ở đây là cực dương, cực bên này cực âm, thì sang nửa chu kỳ sau nó sẽ đổi lại là cực bên này lại âm và cực bên này dương. Tức là người ta gọi là đổi gì? Đổi chiều dòng điện. Thế thì như các bạn hiểu biết ấy, thì nếu như chúng ta sử dụng mạch nắn mà là nắn một diode, sử dụng một diode để nắn, thì ở đây giả sử trong cái mạch Sanuki này thì người ta sử dụng một con diode duy nhất để nắn. Thì nắn như thế này được gọi là nắn dương các bạn nhé. Thì nắn dương ấy thì chúng ta chỉ thu được các cái chu kỳ dương thôi, còn những cái bán kỳ âm này đấy, thì chúng ta sẽ không nắn được, bởi vì diode của chúng ta chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định. Đó, thì nếu chúng ta nắn một diode mà chúng ta mắc cái chiều nắn dương thì diode chỉ cho chiều dòng điện đi theo một chiều nhất định, từ dương sang âm, từ anode sang cathode. Như vậy là nếu chúng ta nắn dương thì chúng ta sẽ thu được các cái gì? Các cái bán kỳ dương, và chúng ta sẽ có tần số là 50Hz bằng tần số của nguồn điện. Còn nếu như chúng ta sử dụng nắn âm thì chúng ta lại thu được gì? Chỉ thu được là các cái bán kỳ âm mà thôi, còn cái bán kỳ dương là chúng ta không nắn được, đúng không ạ? Thì tần số vẫn là 50Hz các bạn nhé, nhưng mà dòng điện, chiều dòng điện nó khác thôi. Ví dụ nếu như ở trong cái mạch này mà các bạn nắn dương, đúng không ạ? Thì cái điện áp đi qua ba con trở này ở chân này nó sẽ là điện áp dương, thì ba điện áp dương thì để cho con led này nó sáng được thì bắt buộc là điện áp ở chỗ này là điện áp dương, thì các bạn phải cấp vào chân 1. Nếu như bây giờ các bạn không thích nắn dương, các bạn lật con diode này lại, tức các bạn đổi quay chiều con diode này lại, tức là các bạn nắn âm, thì tần số vẫn là 50Hz, nhưng mà cái điện áp sau khi đi qua ba con trở này thì nó lại là điện áp âm. Mà điện áp âm thì các bạn này phải gì? Phải cấp vào chân 2 của IC quang, và lúc này dơ le ngắt lạnh chúng ta lại phải gì? Cấp vào chân 1 của IC quang, chúng ta chỉ việc lật nó lại mà thôi. Các bạn hiểu ý chỗ này không ạ? Tức là nếu các bạn nắn dương thì điện áp ở chỗ này là dương, sau qua ban trở là dương thì chúng ta phải cấp chân 1. Còn nếu các bạn nắn âm thì điện áp sau qua ba con trở là điện áp âm, thì chúng ta phải cấp vào chân 2, thì chân 1 lại chuyển qua cắt lạnh. Còn trường hợp này nhà thiết kế người ta thiết kế là nắn dương thì cái điện áp đi qua ba con trở là điện áp dương thì phải cấp chân 1, mà đã cấp chân 1 rồi thì chúng ta chỉ cần cái chân 2 chúng ta sẽ nối với nguồn còn lại là sẽ là điện áp âm. Thì như vậy thì nó mới có sự chênh lệch điện áp đi từ cực dương sang cực âm, làm cho con led ở trong IC quang này nó phát sáng, đúng không ạ? Thì đây là một cái nguyên lý hết sức đơn giản. Nếu như bạn nào muốn cái tần số ở đây mà có 100Hz thì chúng ta thay vì chúng ta sử dụng một diode nắn thì các bạn sử dụng một cái cầu diode nắn. Một cái cầu diode nắn thì chúng ta sẽ nắn được cả cái gì? Cả cái chu kỳ bán kỳ dương và bán kỳ âm, thì chúng ta sẽ có nhân đôi lên thì chúng ta sẽ có là gì? 100Hz. Rồi, thì đây là một cái sơ đồ nguyên lý thiết kế nguyên bản của cái mạch bo công suất tủ đông Sanuki inverter, thì mình vẽ ra để chia sẻ cho anh em tham khảo thêm. Thì sau đây thì mình sẽ phân tích ở trên cái sơ đồ, mình sẽ chỉ vị trí linh kiện và phân tích trên cái sơ đồ thực tế của nhà sản xuất, và chúng ta sẽ ứng dụng vào đó để chúng ta
có thể độ chế cái bo module biến tần này trở thành một cái bo tủ đông Sanaki inverter thay thế cho cái bo nguyên bản này, hoặc là chúng ta có thể ứng dụng để làm một cái bo test block thông thường đơn giản nhất. Thì cái bo này nó giống như là một cái bo đa năng ấy, chúng ta dùng được rất là nhiều việc các bạn nhé. Chúng ta có thể cắm vào để sử dụng ở các cái dòng tủ Beko hoặc là Electrolux hoặc là những cái dòng tủ Aqua. Đó, chúng ta cắm lệnh ở đây luôn, bởi vì nó có bo gì, bo điều khiển nó sẽ xuất cái xung biến tần vào đây luôn, chúng ta không phải độ gì cả. Nếu như chúng ta ứng dụng cái bo này vào những cái việc như vậy thì chúng ta không phải độ gì hết, vì nó đã có bo điều khiển và bo điều khiển sẽ xuất lệnh phát xung vào đây. Và cái bo này sau khi nó nhận được cái tín hiệu xung ở cái IC quang này thì nó sẽ ra lệnh điều khiển cái IGBT ở đây hoạt động để làm để điều khiển cái block chúng ta làm việc. Rồi, thì tí nữa mình sẽ phân tích trên sơ đồ xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ độ cái bo này. Nhà sản xuất người ta cũng đã để sẵn rồi, tuy nhiên là người ta không có gắn linh kiện thì chúng ta sẽ độ vào để trở thành một cái bo chạy độc lập để chúng ta dùng làm bo test block, cũng như là có thể thay thế cho cái bo của tủ đông Sanaki inverter này. Đây, mình sẽ phân tích luôn. Thì các bạn có thể thấy là ngay từ vít NL này đi vào thì cái pha N này, người ta ghi pha N đây rồi các bạn nhé, mình ghi chữ N đây rồi. Thì sau khi nó đi qua sang chân bên này của con NTC thì các bạn sẽ thấy là đây, sang chân bên này của NTC thì các bạn thấy có một đường mạch chạy ra đây, đường mạch chạy nhỏ qua đây, thì các bạn sẽ thấy là nó đi vào đây và sẽ đi vào đây và đi qua con diode, và các bạn thấy là có chiều con diode người ta đi từ đây sang đây, tức là phần đánh dấu là phần ở bên phía bên trong này. Sau khi đi qua con diode này có ký hiệu là D816 thì người ta sẽ lần lượt mắc qua ba con trở mắc nối tiếp vào đây, có chỉ số là 473, tức là 47k, ba con mắc nối tiếp nhau. Con này nó ghi là R bao nhiêu đây, R803, R803, R802 và R801 các bạn nhé. Sau khi đi ba con trở qua ban trở này thì cái điểm cuối của cái dãy trở này sẽ thông về với chân 1 của IC quang tại đây. Thế thì cắt lạnh người ta sẽ, cái giờ này ngắt lạnh ấy, thứ một tát ấy, thì người ta sẽ ngắt cái pha gì, pha L đến cái chân 2. Thì mình sẽ đo đồng hồ cho các bạn tham khảo. Rồi, mình sẽ dùng đồng hồ đo thông mạch để cho các bạn xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đo là cái pha N này, nó sẽ đi vào qua cái NTC và đến đầu đèn trở này. Đấy, các bạn thấy nó thông mạch chưa? Rồi, sau khi đi qua ba con trở này thì điểm cuối của con trở cuối cùng sẽ cấp vào chân 1 của IC quang này. Đó, các bạn thấy nó kêu chân 1 chưa? Thế thì chân 2 của con IC quang này, chúng ta nó sẽ thông ra một trong hai cái cọc này thì chúng ta sẽ đo vào. Các bạn sẽ thấy là nó thông vào cái cọc phía bên tay trái của mình đây. Đấy. Và nhiệm vụ của cái dơ le ngắt lạnh chính là sẽ ngắt cái nguồn điện từ fan L này đến cái chân số 2 của IC quang, giống như sơ đồ mình đã vẽ ra đây. Thì nhiệm vụ của cái thermostat là sẽ ngắt điện từ cái fan L đến cái chân số 2 của IC quang. Rồi, thì sau đây mình sẽ cắm để cho cái bo này nó chạy thử cho các bạn xem là thời gian chờ chúng ta đúng 5 phút nó mới chạy, chứ thực ra là nó không hư hỏng gì. Do chúng ta không nắm bắt được cái nguyên lý làm việc thì chúng ta sẽ nghĩ là cái bo nó bị hư hỏng và chúng ta sẽ mua cái bo này bo khác về cắm vào cũng thấy nó không chạy được, thì như vậy là chúng ta sẽ đi sai hướng và sẽ gây ra rất là tốn kém. Ba cái bo như này thì chắc là cũng khá là nhiều tiền, thì việc sửa một cái tủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đủ kinh phí để mua được như vậy. Rồi, thì mình chia sẻ cái clip này cho anh em chúng ta nắm được, thì anh em nào gặp phải chúng ta tránh việc gọi là phải mua quá nhiều đồ gây mất thời gian cũng như là tiền bạc như vậy. Rồi, mình sẽ cắm thử lại cái bo này trước khi mình sẽ độ chế cái bo này. Chật ha.
Rồi. Thế thì bây giờ thì mình không có cái dơ le ngắt lạnh tại đây, thermostat thì mình sẽ sử dụng một cái sợi dây có hai cái đầu kẹp như này. Thì mình sẽ kết nối. Thứ nhất là chúng ta sẽ kết nối một đầu với pha lờ, còn một đầu còn lại chúng ta sẽ cất vào cái chân mà nó thông với IC quang. Thì lúc nãy mình đã đo rồi, thì cái chân phía bên ngoài này, cái chân ngoài này đây, chúng ta phải đo trước khi chúng ta thực hiện nhé. Thì cái chân ngoài ấy, chân 2 của IC quang nó sẽ thông với cái chân nằm ở chỗ này các bạn nhé. Thì mình sẽ cặp vào luôn. Đó, mình sẽ cặp vào luôn. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện cho bo. Thì các bạn khi chúng ta mới cấp điện vào, chúng ta sẽ thấy cái đồng hồ nó nháy một cái là cái dòng nạp của tụ điện thôi. Tuy nhiên là block nó chưa có chạy. Đó. Các bạn thấy là gì? Dòng làm việc là không hề có, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ kiên trì đúng là 5 phút. Hiện tại thì đang là 10:51 này. Đấy, thì tí nữa khoảng là 10:56 thì chúng ta sẽ thấy là nó hoạt động. Đây các bạn nhé, đang là 10:51. Rồi, và bây giờ thì đã là 10:55, tức là chúng ta đã chờ được khoảng tầm 4 phút rồi. Và các bạn sẽ theo dõi cái đồng hồ dòng đúng 10:56 thì cái bo này nó sẽ bắt đầu khởi động cho block. Chính vì cái thời gian chờ trễ lâu như vậy thì đôi khi anh em đi sửa chúng ta không nắm được cái nguyên lý thiết kế, thì chúng ta sót ruột, chúng ta cứ cắm ra cắm vào thì nó sẽ không chạy được, và chúng ta tưởng là cái bo này nó bị gặp trục trặc hư hỏng. Bởi vì do là thiết kế cho tủ đông và tủ lạnh thì các bạn biết rồi, cần phải có thời gian trễ, đúng không ạ? Thì mình chia sẻ cho anh em chúng ta thêm hiểu biết để chúng ta không mắc phải cái sai lầm như vậy. Việc chúng ta mua nhiều bo liên tục như vậy sẽ gây tốn kém cũng như là mất thời gian chờ đợi của khách hàng. Thì sau khi thử cái bo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong trường hợp mà nó bị hư hỏng cái bo như này, thì chúng ta sẽ độ chế cái module biến tần này để trở thành thay thế cho cái bo test block, hoặc là thay thế cho cái bo Sanaki inverter này. Đấy, các bạn thấy là block đã bắt đầu khởi động rồi. Đấy, đồng hồ bắt đầu chạy rồi. Ui, block bắt đầu rung rung rồi. Đấy, lên 0.12 rồi. Như vậy là bo hoàn toàn chạy ok, đúng không ạ? Không có cái bo nào gặp vấn đề gì cả. Thì tuy nhiên trong ba cái bo mà bạn ấy mua thì có một cái bo ở nhà sản xuất người ta thiết kế vào một việc khác, người ta không có gắn cái linh kiện. Tuy nhiên nó vẫn có cái vị trí dự phòng như này. Đấy, thì người ta không có gắn linh kiện thì đương nhiên các bạn cắm vào nó cũng đã không chạy rồi. Trong khi đó là chưa kể là có linh kiện phải chờ mất 5 phút nó mới hoạt động. Mà cái bo này thì nó lại không có linh kiện, người ta chỉ để vị trí chờ mà không có hàn gắn linh kiện. Như vậy là các bạn này, dù bo có tốt thì các bạn có cắm vào thì nó cũng không chạy được, đúng không ạ? Rồi, đó là những cái lý do mà vì sao cắm 3 bo liền đều không hoạt động được các bạn nhé. Cắm tới tận 3 cái bo mà nó đều không chạy được, không biết là lý do vì sao, coi như là đau đầu luôn. Rồi, như vậy là gì? Cái bo đã chạy block rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ độ hàn thêm linh kiện vào cái vị trí dự phòng ở đây, và chúng ta sẽ xem là cái bo này nó có hoạt động được không. Rồi, ok. Sau khi mình đã tiến hành ráp mấy cái linh kiện xong thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Đầu tiên là đây mình lắp một con diode tại vị trí D400 người ta để như này rồi. Mình lắp một con diode dán ở đây. Thì con diode này thì các bạn tùy theo là cái điểm cuối của con điện trở này nó thông vào với cái chân 1 hay chân 2 của IC quang mà chúng ta sẽ mắc nó là nán âm hay nán dương các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình đo cái điểm cuối của cái con điện trở này, điện trở hàn dòng này, thì ở đây thì nó đến một cái điểm cuối là người ta để trống. Đó, và người ta để một cái điểm chấm bên này nữa. Thì mình sẽ kết nối nó bằng một cái dây câu
Thì tại cái vị trí dây cái điểm kết nối này thì mình đo là thấy là nó thông vào chân 1 của IC quang. Chính vì thế mà con diode này vì nó thông chân 1 thì theo những cái sơ đồ chia sẻ thì các bạn biết là gì? Điểm cuối của cái điện trở này mà nó thông với chân 1 của IC quang thì chúng ta sẽ để con diode này ở dạng là nán dương. Còn nếu mà nó thông với chân 2 thì chúng ta sẽ để nán âm. Tức là chúng ta sẽ để vẽ ngược lại con diode này. Tức là nếu mà thông chân 2 thì chúng ta sẽ nán âm. Chúng ta sẽ để con diode như này các bạn nhé. Đó. Thì nếu mà nó thông chân 2 thì các bạn sẽ lộn ngược con diode này quay lại. Đây. Đây. Thì mình sẽ sử dụng đồng hồ thông mạch để mình kiểm tra cho các bạn xem. Tại cái vị trí dây câu này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nó thông với chân 1 của IC quang này. Đấy. Đấy, chân 1 là dây câu, tức là điểm cuối của con trở là thông chân 1 IC quang. Thế thì cái chân 2 của IC quang thì các bạn lại thấy nó thông với cái gì? Cái chân bên tay trái của cái giắc cắm nhận lệnh này, tức là cái điểm bên này. Rồi. Thế thì ở đây theo như trong cái sơ đồ chia sẻ thì người ta sử dụng 3 con trở mắc nối tiếp nhau đúng không ạ? 3 con 47K mắc nối tiếp nhau tương đương khoảng 150K. Thế thì trong cái thiết kế ở trên mạch in thì người ta chỉ để cho chúng ta có một cái vị trí thôi. Thì mình sẽ sử dụng con điện trở ở đây là con tức là tương đương với 150K các bạn nhé. Rồi và diode này mình để nán dương đi từ anode sang cathode. Phần này là phần đánh dấu. Rồi chúng ta xác định được là cái chân 2 của IC quang thì thông ra cái chân ở đây rồi, cái chân mà có cái hiệu bên đánh dấu âm này. Có một cái điều đáng lưu ý nữa ở trong cái phần này. Đó là như theo như sơ đồ ấy thì đây mình cắm cái giắc điện vào đây thì các bạn có thể cấp điện vào đây hoặc cấp điện đây được đều được các bạn nhé. Thì theo như cái dây cắm mình đang cắm ở đây thì thông thường như thiết kế thì người ta hay lấy cái fan N, sau khi đi qua NTC thì người ta bắt đầu nắn đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ nhắc các bạn lưu ý ở như này. Thì thay vì người ta lấy cái pha N ấy vào cái đường diode này thì ở đây trong mạch điện này người ta lại thiết kế là người ta lấy từ cái dây nâu, tức là pha L. Tức là người ta chỉ đổi pha thôi. Đây mình thông dây nâu à. Đấy các bạn thấy chưa? Tức là cái pha nắn diode này lúc này lại là pha của dây L, tức là dây nâu. Đấy, trong thiết kế thì người ta của cái mạch Sanaki thì người ta nắn từ cái pha N. Sau đi qua NTC thì người ta sẽ bắt đầu nắn diode. Thì người ta nắn pha N thì pha L sẽ phải đi qua thermostat. Thì trong cái mạch này thì người ta lại làm ngược lại. Thì cái pha ở đây lại là gì? Dây nâu, tức là pha L người ta sẽ nắn đi qua diode trở trước rồi cấp chân 1 IC quang. Thế thì cái pha còn lại chúng ta sẽ lại đi qua cắt lại thermostat. Rồi lại ngắt lạnh thì lại là pha N. Tức là chỉ là gì? Lật phích cắm này lại thôi, nó không có vấn đề gì cả. Rồi, để thử cho cái bo này chạy thì chúng ta hãy lưu ý là người ta đang nắn từ cái pha gì? Dây nâu này rồi, thì cái pha còn lại chính là pha đi qua ngắt lạnh, chính là dây xanh này. Mình sẽ thử cái bo này xem là nó hoạt động như nào các bạn nhé. Đây, mình sẽ dùng cái dây điện này giống như cái bo lúc nãy. Mình sẽ thay thế cái gì? Mình sẽ thay thế cái dơ le ngắt lạnh. Khá là khó kẹp nhờ. Thì mình sẽ kẹp một đầu sẵn vào cái chân dây lạnh đi. Nó hơi là khó kẹp một tí. Rồi, và chúng ta sẽ kẹp vào cái pha bên dây xanh, đúng không ạ? Đây, các bạn nhé, ta sẽ kẹp như này. Trước khi thử máy, chúng ta kiểm tra chạm chạp tí. Còn khi các bạn độ chế vào đâu đó thì các bạn nên cắm một cái giắc cắm hoặc là chúng ta hàn một cái sợi dây cho nó chắc chắn. Rồi, thì ở đây thì mình giới thiệu và chia sẻ cho anh em thôi. Sau khi đã cắm ok như này rồi, kiểm tra lại một lần cuối, thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện xem là cái bo này nó có làm gì được không.
Đó, block bắt đầu khởi động luôn. Các bạn là sau khoảng vài giây thì block sẽ khởi động luôn. Cái bo này thì nó không có cái độ trễ dài như cái bo nguyên bản của block, của cái tủ. Thế thì các bạn thấy là cắm vào sau khoảng tầm 1-2 giây thì nó đã xuất lệnh chạy cái block luôn. Đấy, dòng làm việc đang là 0.10 rồi. Các bạn thấy là mình không cần phải sử dụng đến cái bo 555, không cần sử dụng đến cái bo phát xung như này, đúng không ạ? Mình không cần độ cái bo này vào, và mình chỉ cần thêm hai con linh kiện, đó là một con diode và một con điện trở và một sợi dây dây câu thôi. Đó, mình sẽ rút điện ra này. Thì các bạn thấy là đấy, không này. Rồi mình cắm điện này. Mình cắm điện vào thì các bạn thấy sau khoảng 1-2 giây. Rồi mình cắm này. Các bạn để ý này, 1, 2, 3, 4, 5 giây. Ví dụ đấy, thì bắt đầu block khởi động. Rồi, ok. Như vậy là vừa rồi là một cái bài chia sẻ đơn giản nho nhỏ của mình liên quan tới cái bo tủ đông inverter của Sanaki. Và một chút chia sẻ liên quan tới việc chúng ta có thể sử dụng cái bo khác để độ chế thay thế cho cái bo gốc của máy, để khắc phục những cái tình huống mà chúng ta không mua được bo ngay, hoặc là không có linh kiện, hoặc là ứng dụng để làm bo test block đơn giản nhất mà không cần phải độ chế bất kỳ một cái bo phát xung nào. Chúng ta chỉ việc gắn thêm linh kiện mà nhà sản xuất đã thiết kế dự phòng sẵn rồi. Rồi, và như vậy là mình đã thử xong cái bo này cho các bạn thấy là nó chạy được rất là ok. Và mình sẽ kết thúc cái video chia sẻ tại đây, vì là video nó cũng hơi dài rồi. Thì trước khi kết thúc thì mình sẽ quay lại một tí để cho các bạn chúng ta tham khảo lại cái bo này, mình gắn độ chế nó kỹ càng hơn. Đây, bo nguyên bản là như thế này các bạn nhé. Đầu tiên là bo nguyên bản như này là không có gì cả. Thì chúng ta sẽ gắn thêm cho mình một con diode theo chiều gọi là gì? Phần đánh dấu nằm bên này, tức là nắn dương, tức là điện sẽ đi từ đây sang đây qua một con điện trở 150k. Thì các bạn có thể sử dụng từ 100k đến 150k, các bạn tùy, các bạn kiếm có 100k cũng được, 104 cũng được các bạn nhé. Đến cái vị trí ở đây thì mình mắc một cái dây câu sang đây thôi, thực ra nó là cái điểm này thôi. Đấy, mình mắc một cái dây câu sang đây, và cái chân này thì nó thông với chân 1 của IC quang rồi. Thế còn cái chân 2 thì nó thông với cái cọc này ở chi quang, tức là bên có người ta đánh dấu, nhà sản xuất người ta ghi dấu âm này, người ta ghi cái dấu âm này. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì ở đây chân này người ta ghi dấu dương này, bên này ghi là âm này. Thế thì chân 2 chính là cái chân mà người ta đánh dấu âm này. Thì các bạn biết ấy, là cái điểm đầu của diode này người ta vừa lấy từ dây nâu, thì cái chân 2 chúng ta sẽ phải lấy từ dây xanh, đúng không ạ? Cái cắt lạnh chúng ta sẽ phải đi qua dây xanh nếu mà điểm đầu của diode mà đã là cái pha của dây nâu này rồi, thì cái pha còn lại đi qua thermostat phải là cái dây còn lại, tức là dây xanh. Thì để cho nó chạy được thì mình chỉ cần cắm cái cắt lạnh này từ dây xanh sang cái chân âm này là xong, rất là đơn giản, đúng không ạ? Thực chất là chỉ có hai con linh kiện thôi. Đó, như vậy là nó chạy thôi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và xin xin chúc tất cả các bạn sẽ thành công khi mà chúng ta gặp phải những cái ban bệnh tương tự như vậy, hoặc là độ chế thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.